Borussia Dortmund rạng sáng ngày hôm nay đã tiếp tục nối dài chuỗi thành tích toàn thắng trên mọi mặt trận của mình lên con số 8 sau chiến thắng quan trọng trước Chelsea tại vòng knockout UEFA Champions League. Trong khi đó, The Blue tiếp tục có trận đấu thứ tư không biết đến mùi chiến thắng. Họ chấp nhận rời sân Signal Iduna Park với bàn thua tối thiểu và hứa hẹn sẽ có màn đáp trả tại Stamford Bridge trong trận lượt về. Nhưng nhiều chủ Blue không coi đây là nỗi buồn. Trái lại, họ đang thấy Chelsea bắt đầu thể hiện những bộ mặt tích cực hơn trong quãng thời gian gần đây. Không còn thi đấu rời rạc và tỏ ra thiếu gắn kết, các tân binh của đội bóng thành London bắt đầu cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới. Tiêu biểu là Enzo Fernandez và João Felix, họ chơi như thể bản thân đã có mặt tại đây từ rất lâu rồi. Dortmund với lợi thế sân nhà của mình đã ngay lập tức dồn lên tấn công từ những phút đầu tiên của trận đấu. Họ hiểu rằng nếu đánh phủ đầu đội khách, Chelsea sẽ khó mà gượng dậy được, bởi The Blue đang có một hàng công tương đối kém cỏi với hiệu suất ghi bàn tệ hại. Dẫu vậy, các tiền đạo của đội bóng vùng Ruhr lại thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter lại cho thấy đấu pháp hợp lý ở cuộc đối đầu này. Đội bóng áo xanh chủ động chơi thấp và chờ đợi những tình huống phản công, chuyển trạng thái tốc độ với những máy chạy như Mikhailo Modric hay João Felix ở tuyến trên. Thậm chí nếu Kai Havertz có thể tận dụng tốt cơ hội và chỉnh chu hơn trong tình huống dứt điểm của bản thân, bàn thắng mở tỷ số có lẽ đã đến sớm với đội khách. Dù cầm bóng vượt trội nhưng Dortmund không có nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự lên khung thành của Kepa. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà suýt chút nữa phải dính đòn hồi mã thường của Chelsea. Trong một tình huống lên tham gia tấn công, lão tướng Thiago Silva chứng tỏ tại sao bản thân lại là người chơi hay nhất của The Blue trong giai đoạn này và khiến ban lãnh đạo đội bóng phải tức tốc ký một bản hợp đồng mới với cầu thủ người Brazil. Không chỉ thể hiện ấn tượng ở mặt trận phòng ngự, mà Thiago Silva còn kiêm luôn nhiệm vụ ghi bàn khi thấy những người đồng đội trên hàng công của mình vô duyên đến khó tin. Từ cú đá phạt của Rick James, Silva bật cao đánh đầu và chọc thủng lưới Dortmund trước sự bàng hoàng của các khán giả tại Signal Iduna Park. Dẫu vậy, đó không phải là bàn thắng hợp lệ và cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain phải nhận một tấm thẻ vàng sau tình huống dùng tay chơi bóng. Những phút tiếp theo tiếp tục cho thấy một kịch bản gần như tương tự. Đội bóng áo vàng tiếp tục cầm bóng, vẫn miệt mài tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng sự vô duyên khiến họ chưa thể ghi bàn. Còn Chelsea, họ tiếp tục triển khai lối chơi rình rập nhưng đầy hiệu quả. Chelsea chủ động phòng ngự tập trung và tổ chức được những pha phản công sắc bén. Phút 32 và 38, João Felix tận dụng tốc độ để thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ áo vàng. Tuy nhiên, cầu thủ được cho mượn từ Atlético Madrid lại tỏ ra vô duyên trong những tình huống dứt điểm của mình, dù trước mặt chỉ còn thủ môn. Chiều ngược lại, Dortmund có đến 10 cú sút trong hiệp 1 nhưng không lần nào đi trúng đích. Với những gì đã thể hiện trong 45 phút đầu tiên, các fan hâm mộ của đội bóng vùng Ruhr tràn trề hy vọng vào một chiến thắng dễ dàng trước đại diện của Premier League. Dù vẫn còn đó những lo ngại về các tình huống phản công của đội khách, nhưng có lẽ đó sẽ là điều mà huấn luyện viên Edin Terzic cần tìm cách khắc phục trong quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Nhưng mọi chuyện lại không hề êm đẹp dành cho đội chủ nhà. Graham Potter cho thấy vì sao ông lại được giới chủ Chelsea tin tưởng đến vậy, dù liên tiếp có những thành tích đáng thất vọng tại đấu trường quốc nội. Huấn luyện viên người Anh chứng tỏ nếu ông có đủ những quân bài mà mình cầm trong tay, Chelsea vẫn đủ sức mạnh để quật ngã bất cứ đối thủ nào. Không còn chủ động phòng ngự và rình rập cơ hội, The Blue ở hiệp thi đấu thứ hai là một đội bóng hoàn toàn khác. Họ chủ động nắm quyền kiểm soát thế trận, thi đấu khởi sắc hơn và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió lên phía cầu môn của Gregor Kobel. Nhưng trong một ngày mà thủ thành người Thụy Sĩ chơi tập trung và hàng công của nửa xanh thành London cho thấy sự vô duyên thường thấy của họ, các cơ hội nguy hiểm liên tiếp trôi qua trong sự tiếc nuối của các thủ áo xanh. Chelsea vẫn miệt mài tấn công để rồi quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã khiến họ phải trả giá. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Chelsea ngay lập tức bị đội chủ nhà trừng phạt sai lầm. Từ đường chuyền của Rafael Guerrero, Karim Adeyemi đột phá dũng mãnh từ phần sân nhà. Anh vượt qua cả Enzo Fernandez và thủ môn Kepa trước khi dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số của trận đấu. Có được bàn thắng dẫn trước, Dortmund không việc gì phải vội. Lần này đội bóng áo vàng là những người chủ động chơi thấp và nhường quyền kiểm soát thế trận cho Chelsea. Sau bàn thua, đội khách tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp lên phần sân đối phương và cơ hội rõ ràng tiếp theo của The Blue lại đến từ chân của một trung vệ. Lần này, Kalidou Koulibaly lên tiếng với một cú sút quyết đoán, đánh bại thủ thành Gregor đã chơi rất hay từ đầu trận. Nhưng Emre Can có mặt kịp thời và phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp cho Dortmund thoát một bàn thua trông thấy. Sức ép ngày một lớn hơn về phía khung thành của đội chủ nhà. Những phút cuối trận, João Felix có cơ hội để sắm vai người hùng. Nhưng một lần nữa, tiền đạo 23 tuổi tỏ ra vô duyên trong trận đấu này. Cú sút nhẹ nhàng của tuyển thủ Bồ Đào Nha là không đủ khó để đánh bại Gregor. Và trận đấu kết thúc với thắng lợi chung cuộc dành cho đại diện Bundesliga cùng lợi thế lớn ở trận lượt về. Trong khi đó, Chelsea khó mà nuốt trôi thất bại này, bởi với những gì diễn ra tại Signal Iduna Park, đội khách mới thực sự là những người chơi hay hơn.
Chelsea đã có tới 24 cú sút trong trận đấu này và 8 trong số đó đi trúng đích, nhiều hơn gấp 4 lần Dortmund. Những đội chủ nhà chỉ cần 2 lần dứt điểm trúng đích là đã có cho mình bàn thắng, trong khi các thủ trên hàng công của The Blue thay phiên nhau bỏ lỡ cơ hội. Đây chắc chắn sẽ là bài toán nan giải dành cho Graham Potter ở trận đấu lượt về sắp tới. Đoàn quân của vị trí lực gia người Anh bắt đầu chơi một thứ bóng đá có đường nét và mục đích rõ ràng hơn hẳn so với chính họ vào cuối năm ngoái. Sự hòa nhập nhanh chóng của João Félix cùng Enzo Fernandez mang lại nhiều lợi ích cho đội chủ sân Stamford Bridge. Đặc biệt là Felix, cầu thủ người Bồ Đào Nha với sự cơ động cùng khả năng gây đột biến liên tục làm khổ hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Nhưng có vẻ dứt điểm vẫn là điểm yếu cố hữu của cầu thủ trẻ này. Trong khi đó, các thủ khác trên hàng công của đội bóng áo xanh cũng không cho thấy sự khả quan hơn là mấy trong các tình huống kết thúc cơ hội. Kai Havertz tiếp tục cho thấy bản thân không phải là một cầu thủ mạnh về khả năng dứt điểm. Cầu thủ người Đức đã chơi tổng cộng 30 trận mùa này, nhưng mới chỉ có 6 bàn thắng và đây có lẽ là lý do khiến ban lãnh đạo của Chelsea quyết tâm bổ sung nhiều tiền đạo đến vậy trong thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa qua và thậm chí có thể là cả phiên chợ hè sắp tới đây. Còn tân binh đắt giá Modric cũng cho thấy sự hòa nhập tốt vào lối chơi chung của toàn đội. Người ta thường chê trách Marc Cucurella vì cầu thủ này dường như không thích chuyền cho tiền đạo người Ukraine. Và hôm nay Ben Chilwell được lựa chọn để thay thế. Nhưng cầu thủ người Anh cũng thi đấu chẳng khác là bao. Cánh trái của Chelsea vẫn không cho thấy sự ăn ý cần có. Dù đã rất cố gắng, nhưng cả Chilwell lẫn Modric đều chưa thể bắt nhịp được với nhau. Và dấu ấn đến từ bộ đôi này là không quá nhiều. Một vấn đề nữa cần lưu ý là khả năng tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định của Chelsea mùa giải năm nay đã không hiệu quả. Họ có rất nhiều cơ hội từ những tình huống kiểu như vậy, nhưng lại không thể có cách xử lý hiệu quả. Dù cho đội hình hiện tại của The Blue không thiếu những cầu thủ chơi đầu hay là sút phạt tốt. Việc hàng công thừa lượng thiếu chất thực ra không phải là vấn đề mới gặp phải của đội bóng này. Ngay từ thời kỳ mà Tuchel còn đang tại vị, hàng công của Chelsea đã luôn gặp phải vấn đề trong những tình huống dứt điểm. Chỉ dứt điểm mà thôi. Thực tế, các tiền đạo của đội bóng áo xanh thi đấu rất linh hoạt, họ chiếm lĩnh không gian tốt và cũng rất sáng tạo trong những nhịp xử lý bóng, nhưng khả năng kết thúc thì lại tệ đến khó tin. Đây chắc chắn sẽ là vấn đề mà huấn luyện viên Graham Potter cần cải thiện trong thời gian tới. May cho vị chiến lược gia người Anh, việc rèn luyện khâu dứt điểm là điều hoàn toàn có thể làm được bằng những buổi tập trên sân. Nếu muốn cải thiện tình hình, các tiền đạo của Chelsea cần kết thúc cơ hội của mình thật chính xác. Để thua một bàn trên sân khách với một thế trận tốt không phải là thảm họa với Chelsea. Họ vẫn còn cơ hội trong 90 phút tại Stamford Bridge để giành lại tấm vé bước vào tứ kết. Lối chơi đã bắt đầu gắn kết và cho thấy sự mạch lạc rõ ràng. Chỉ cần các thủ The Blue dứt điểm trúng đích cộng thêm một chút may mắn, cơ hội chiến thắng vẫn là rất lớn dành cho đại diện đến từ Ngoại hạng Anh.